Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi Chào Washington với Thanh Trúc. Vị khách mời hôm nay là thầy Thích Trúc Đại. Xin mời quý vị quay trở lại cùng với chương trình Chào Washington DC và Thanh Trúc. Và vị khách mời vẫn là thầy Thích Trúc Đại của Chùa Giác Sơn ở Laurel, Maryland. Thanh Trúc xin kính chào thầy ạ. Thưa, khi mà thầy Trúc Đại ghé đến phòng thu hình của chúng tôi để chia sẻ cùng với quý vị trong chương trình trước đó về lễ hội Quan Âm lần thứ hai cũng như hội chợ ẩm thực chay vào ngày 30 và ngày 31 tháng 3 này, để mời gọi quý vị cùng đến tham dự một cái chương trình khá là đặc biệt, bởi vì thầy đã mời được rất là nhiều người từ xa đến để mà cùng với thầy làm cho cái lễ hội Quan Âm này được long trọng và có ý nghĩa đó. Thì thưa thầy Trúc Đại, ai cũng biết, người Việt Nam mình gần như ai cũng biết là gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát hay là Mẹ Quan Âm cứu khổ cứu nạn. Có người thì gọi là Quan Thế Âm, mà có người gọi là Quán Thế Âm. Vâng, cái ý nghĩa như thế nào, nó có khác nhau gì giữa Quan Âm và Quán Âm hay là Quan Thế Âm và Quán Thế Âm không thưa thầy? Dạ thưa chị Thanh Trúc và thưa tất cả quý vị đồng hương Phật tử xa gần. Thường chúng ta nói về danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chữ quán ở đây có nghĩa là xem xét, là nhìn thấy. Và thế là cuộc đời, âm là âm thanh. Tức là Ngài dùng cái năng lượng để mà quán chiếu cuộc đời, nghe cái âm thanh khổ đau của cuộc đời, để mà thực tập và đem cái từ bi tâm để quán chiếu. Và Ngài thực tập cái đó và đem cái năng lượng từ bi cho chúng sinh. Cho nên Ngài được mệnh danh là Quán Thế Âm. Cho nên Ngài thành tựu được cái pháp tu gọi là nhĩ căn viên thông. Tức là cái pháp tu đó, thí dụ như chúng ta, thầy nói rất là đơn giản là thí dụ như mình nghe một cái người nào khổ đau vì một cái điều gì đó, thì mình có thể mình tránh cái điều đó, mình không làm cho người khác khổ đau vì cái đó nữa. Và mình từ chuyển hóa những cái đó để mình không có khổ đau. Thì chính vì vậy mà từ quán thế âm tức là quán chiếu, nhìn thấy cái nỗi khổ của cuộc đời, mà Ngài đem cái năng lượng từ bi đó để mà trang trải cho chúng sanh. Thành ra cái danh hiệu Bồ Tát là được lập lên cái nguyện của Ngài, mà được gọi là Quán Thế Âm. Dạ vâng. Thưa, lễ hội Quán Âm lần thứ hai ở tại chùa Giác Sơn đó, đây là lần thứ hai này đó, là thưa quý vị là lần thứ hai ở tại chùa Giác Sơn. Trong khi đó tất cả các chùa ở trong vùng lớn nhỏ đều thường tổ chức lễ hội Quán Âm. Và thưa, theo như thầy thấy đó, là khi mà Phật tử đến với lễ hội Quán Âm thì cái điều mà người ta lãnh hội được đó, ngoài cái việc là Ngài là Mẹ cứu khổ cứu nạn, thì còn những cái gì khác mà chùa muốn sang sẻ? Thưa tất cả quý vị là thật ra Bồ Tát Quan Thế Âm thì có đến 3 cái ngày để mà kỷ niệm về Ngài. Tức là ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Nhưng mà chùa Giác Sơn chọn cái ngày 19 tháng 2, tức là gần cái mùa hoa anh đào. Các vị biết rằng thủ đô Hoa Thịnh Đốn có cái hoa anh đào rất là đẹp. Hàng vạn vạn người để về tham dự cái lễ hội hoa anh đào. Thành ra ngoài cái vấn đề mà chúng tôi kết hợp cái lễ hội Quan Âm và cái mùa hoa anh đào để cho quý Phật tử đồng hương ở xa có thể về tham dự trong cái ngày lễ hội này, thì qua cái lễ hội này cái quan trọng nữa là chúng tôi gửi đi một cái thông điệp, đó là thông điệp của hòa bình, thông điệp của tình thương. Bởi vì cái người Phật tử đến chùa, chúng ta không chỉ dừng lại ở vấn đề tín ngưỡng tâm linh, là chúng ta cầu Ngài gia hộ cho con được làm ăn mua may bán đắt, hay là con của con được thành tựu. Nhưng mà thông qua cái sự tín ngưỡng tâm linh đó, chúng ta học và phát nguyện thực tập theo cái hành nguyện của Ngài. Rồi từ cái hành nguyện đó chúng ta bắt đầu chuyển hóa từ trong tâm thức của chính mình. Thì khi mình chuyển hóa được mình thì mình sẽ chuyển hóa được những người xung quanh của mình, trong đó có gia đình của mình, có những người thân của mình và những người bên cạnh của mình. Nếu chúng ta thực tập, ai mà cũng thực tập được như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng cái hạnh phúc gia đình có mặt và cái sự an lạc của con người sẽ xuất hiện trên cái sự thực tập chính của mình bằng cái năng lượng tu học của mình. Bà thầy Trúc Đại, Thanh Trúc cũng được nghe qua về Phật pháp, thì Thanh Trúc hiểu là Việt Nam mình đó cũng là kính thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, và chúng ta có Phật Quán Âm Nam Hải của chúng ta. Thì kính thưa quý vị, Thanh Trúc được nghe là mình phải học cái hạnh lắng nghe, hạnh nhẫn nhục và hạnh san sẻ của Ngài Quán Âm Nam Hải nữa. Thầy thấy như thế nào? Nó có một cái điều gì kỳ diệu ở trong cái văn hóa Việt Nam khi mà lồng trong cái sự thờ kính Phật Quán Thế Âm với lại cái tâm linh chung khi mà nói về Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn? Dạ vâng. Thưa quý vị, là thường cổ nhân người ta nói nó, tức là nhà nhà nó là Quán Âm.
tức là nhà nào phần đông cái người Việt Nam mình đều có thờ Bồ Tát Quan Âm. Tại vì Ngài rất là gần gũi, hình ảnh của Ngài là hiện thân của một người nữ, thành ra rất là gần gũi như người mẹ hiền mà để cứu khổ cho chúng sinh. Và nói đến cái chữ hải nữa, tức là nó liên hệ đến cái vấn đề biển. Thành ra khi mà các vị biết rằng bất cứ cái người nào họ đi biển cả mà có gì trở ngại, họ niệm danh hiệu Quan Âm đó, thì có thể cảm ứng bằng cái tâm nguyện đó. Và chúng ta cũng biết rằng những người vượt biên vượt biển cũng gặp rất nhiều cái nguy ách. Và có những người Phật tử đã đến chùa thưa với chúng tôi rằng chính trong cái đoạn đường khó đó, chúng con đã thầm nguyện, chúng con cầu nguyện, và tất cả những cái sự ước nguyện của chúng con được như cái ngày hôm nay là nhờ cái năng lượng màu nhiệm của Bồ Tát Quan Âm. Thành ra cái đời sống của chúng ta, phần đông của người Việt Nam đều có cái sự liên hệ mật thiết với cái tín ngưỡng Quan Âm. Mà cái tín ngưỡng Quan Âm nó là có mặt đầy đủ trong cái người Việt Nam, dù ở nơi nào cũng có mặt. Và cho đến bây giờ chúng ta đến Hoa Kỳ cũng như những Phật tử ở các nơi trên thế giới cũng đều thờ tín ngưỡng Quan Âm. Bởi Ngài rất gần gũi, và cái năng lượng từ bi của Ngài là một cái năng lượng màu nhiệm mà trong đời sống này chúng ta tất cả đều cần thiết cái năng lượng này. Thầy Trúc Đại có nhắc đi nhắc lại về cái chữ năng lượng, và làm sao để mà có cái năng lượng của Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn đó ở trong chính bản thân mình, và có thể trao truyền cái năng lượng đó, san sẻ cái năng lượng đến cho người khác. Như vậy thì thưa thầy, có cách nào như thầy thường nhắc nhở Phật tử là làm sao để mà giữ cái năng lượng đó cho mình, đừng có để cho nó bị cạn đi, làm sao mà để mà lúc nào mình cũng có tràn đầy cái năng lượng của Ngài Quán Thế Âm ở trong mình? Dạ vâng, thì cái năng lượng là một cái công phu thực tập. Cho nên thành ra khi mình muốn có một cái năng lượng á, thì các vị biết cũng giống như cái máy chọc pin vậy thôi. Khi mà chúng ta chọc cái pin nó đầy nữa, thì chúng ta đầy đủ năng lượng. Và cái khả năng thực tập cái năng lượng từ bi của trong mỗi người công Phật cũng như tất cả mọi người là chúng ta phải thực tập. Nó biểu hiện qua ba cái, tức là cái lời nói, cái hành động và cái ý nghĩ. Chúng ta phải nuôi lớn cái hạt giống từ bi ở trong ba cái hành động đó, ba cái nghiệp đó. Thì khi mà chúng ta tư duy như vậy, chúng ta phải luôn luôn ôm ấp nó và luôn luôn giữ gìn ba cái nghiệp đó. Tức là mỗi lời nói của mình phải có cái năng lượng của từ bi. Mỗi cái ý nghĩ của mình đều có năng lượng của thiện lành. Và mỗi cái hành động của mình đều bằng cái tình thương. Thì khi chúng ta luôn luôn quân tập cái chủng tử như vậy, thì lâu ngày, đầy tháng chắc chắn rằng cái năng lượng từ bi có mặt. Và khi năng lượng từ bi có mặt rồi, thì những cái biểu hiện của chúng ta đều rất là dễ thương. Dễ thương trong lời nói, dễ thương trong hành động và dễ thương trong từng ý nghĩ. Thành ra cái đây là cái điều mà cần thiết khi chúng ta học tập theo cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm. Chứ chúng ta đừng nên dừng lại ở vấn đề cầu nguyện không. Mà chính cái năng lượng này mới là cái sợi dây để cho mình gần gũi những người thân mình hơn. Và mình gần gũi những người bạn đạo của mình hơn. Và mình gần gũi tất cả những người xung quanh của mình. Nếu ai cũng dễ thương như vậy thì chắc chắn rằng cuộc đời này rất là dễ thương. Dạ vâng. Xin cảm ơn thầy Thích Trúc Đại đã cho chúng tôi một thời pháp rất là có ý nghĩa về hạnh nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Và Thanh Trúc cũng xin cảm ơn thời giờ của thầy đã san sẻ. Và kính thưa quý vị, ở đây thì với sự cho phép của thầy Trúc Đại, Thanh Trúc cũng xin kính chúc quý vị tràn đầy năng lượng và có thể làm cho cái hạt giống từ tâm của mình lớn lên ở trong tâm hồn của mỗi người. Và một lần nữa, Thanh Trúc xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chào thầy Thích Trúc Đại, cũng như là xin hẹn lại với quý vị trong chương trình tới. Vâng, xin được cảm ơn chị Thanh Trúc. Kính tri ân chị Tùng Đức Tăng Ni, và cảm ơn tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần. Cùng thành tâm kính chúc quý ngài cũng như quý Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng an lành trong cái năng lượng từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạch Trình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng cảm ơn quý vị luôn ủng hộ và đón xem. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTN DC, xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.